Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Phát triển kinh tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Dự báo lãi suất huy động của các ngân hàng sẽ tăng trong thời gian tới. Giá lợn hơi tiếp tục tăng. Các doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua và chế biến lúa gạo. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia kinh tế cho biết mặt bằng lãi suất ở mức thấp khiến nhu cầu nắm giữ các tài sản sinh lời cao hơn tăng lên, gây áp lực đối với hoạt động huy động vốn của các ngân hàng. Tiền nhàn rỗi bắt đầu tìm hướng ra các kênh đầu tư tích lũy khác như bất động sản, vàng, chứng khoán. Tuy vậy, tín dụng vẫn đang tăng trưởng thấp và các kênh đầu tư chưa hồi phục rõ nét, biến động khó lường, do đó lãi suất huy động được dự báo sẽ tăng trong thời gian tới. Hiện lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng bình quân của nhiều ngân hàng chỉ còn 4,5 đến 5% một năm. Trong khi đó, Việt Nam đặt mục tiêu lạm phát trong năm 2024 là 4 đến 4,5%. Vì thế, người gửi tiền tiết kiệm có khi nhận được lãi suất thực dương rất thấp nếu như lạm phát không được kiểm chế tốt. Theo các chuyên gia kinh tế, lãi suất huy động có thể tiếp tục tăng trong các tháng tới, tương đương với mức tăng bình quân từ 0,5 đến 1% một năm. Diễn biến tiếp theo của mặt bằng lãi suất sẽ tùy thuộc vào khả năng kiểm soát đà mất giá của tiền đồng, diễn biến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý không để tỷ giá ảnh hưởng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giữ ổn định tương đối về tỷ giá, dứt khoát thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi tiếp cận tín dụng, tiết giảm chi phí, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của ngân hàng, phấn đấu giảm lãi suất cho vay từ 1 đến 2% để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng việc làm, tạo sinh kế cho người dân, phấn đấu tăng tín dụng từ 5% đến 6% ngay trong quý II. Chính phủ vừa báo cáo Quốc hội cho phép gia hạn triển khai gói tín dụng 40.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi sau đại dịch COVID-19 và cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân thêm 6 tháng thay vì kết thúc vào ngày 30 tháng 6 tới đây. Tháng 1 năm 2022, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chính sách tài khoá tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, cho phép hỗ trợ lãi suất 2% một năm với quy mô tối đa 40.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi sau đại dịch COVID-19 và cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Tuy nhiên, đến hết năm ngoái, các ngân hàng mới chỉ giải ngân hơn 1.200 tỷ đồng, tương đương hơn 3% gói hỗ trợ. Vì thế, chính phủ vừa báo cáo Quốc hội cho phép gia hạn triển khai chính sách này thêm 6 tháng thay vì kết thúc vào ngày 30 tháng 6 tới đây. Theo khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, chỉ có 30% doanh nghiệp hợp tác xã biết tới chính sách này và chỉ có khoảng 2% doanh nghiệp đã nhận được khoản vay theo chương trình. Do đó, việc gia hạn thêm 6 tháng, dù không thể kỳ vọng giải ngân được hết gói hỗ trợ, song là cần thiết. Giá lợn hơi trên thị trường cả nước tiếp tục tăng trong những ngày vừa qua, dao động trong khoảng 64.000 đến 69.000 đồng một kg. Tại thị trường miền Bắc, giá lợn hơi tăng 2.000 đồng một kg, dao động trong khoảng từ 68.000 đến 69.000 đồng một kg. Tại miền Trung và Tây Nguyên, so với hôm qua, giá lợn hơi tăng 1.000 đồng một kg. Thương lái thu mua 64.000 đến 68.000 đồng một kg. Thị trường miền Nam tăng mạnh nhất 3.000 đồng một kg, dao động trong khoảng từ 64.000 đến 69.000 đồng một kg. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mặc dù giá lợn hơi đang có xu hướng tăng, nhưng người chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn thận trọng trong việc tái đàn vì nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi và chi phí đầu vào vẫn ở mức cao. Đáng chú ý, giá một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi từ tháng 4 năm 2024 có xu hướng tăng nhẹ. Giá các loại cám gạo gần 9.400 đồng một kg, tăng 300 đồng một kg so với tháng 3. Giá ngô hạt 10.000 đồng một kg, tăng 440 đồng một kg. Dự báo giá lợn hơi có thể còn tăng trong các tháng tới, nhưng mức tăng không quá mạnh. 4 tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ đã tăng gấp 8,5 lần nhập khẩu các sản phẩm cá tra của Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cá tra sang Hoa Kỳ trong tháng 4 năm 2024 thu về gần 38 triệu đô la Mỹ, tăng 34% so với tháng 4 năm 2024. Tính đến hết tháng 4, thị trường này tiêu thụ 102 triệu đô la Mỹ cá tra, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Phi lê cá tra đông lạnh
vẫn là mặt hàng chủ lực của xuất khẩu cá tra sang Hoa Kỳ. Tháng 4 năm 2024, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm phi lê đông lạnh sang Hoa Kỳ đạt hơn 37 triệu đô la Mỹ, tăng 35% so với tháng 4 năm 2023. Đây là giá trị cao nhất Hoa Kỳ nhập khẩu từ đầu năm đối với các sản phẩm cá tra. Tính đến hết tháng 4 năm 2024, xuất khẩu phi lê cá tra đông lạnh sang Mỹ đạt hơn 100 triệu đô la Mỹ, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 98% tỷ trọng trong tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang Hoa Kỳ. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này bà con nông dân tại các địa phương đang tập trung thu hoạch lúa chiêm xuân. Để đảm bảo hoạt động sản xuất, các doanh nghiệp chế biến lúa gạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đang đẩy mạnh công tác thu mua nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo đầu ra ổn định cho bà con nông dân. Trung bình mỗi vụ lúa, doanh nghiệp này thu mua khoảng 3.000 đến 4.000 tấn lúa. Ngoài vùng lúa liên kết với bà con nông dân, đáp ứng được 50% đến 60% sản lượng, công ty còn phải thu mua khoảng 2.000 tấn lúa mới, đảm bảo công suất chế biến của nhà máy. Đến thời điểm này, công ty đã thu mua được khoảng 1.500 tấn lúa. Do giá lúa gạo tăng cao, nên trong vụ này, giá mua tăng cao hơn vụ trước khoảng từ 15 đến 20%. Dự kiến việc thu mua lúa sẽ kéo dài hơn một tháng so với các vụ trước. So với mọi năm thì năm nay thì lượng lúa chúng tôi thu mua được nhanh hơn, nhiều hơn. Tuy nhiên là cái giá cả của năm nay so với năm trước là tăng từ 15 đến 20%. Và cái việc giá cả tăng lên thì bà con nông dân rất là phấn khởi bởi vì cái hiệu quả kinh tế nó tăng lên rõ rệt. Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện nay giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam gần 600 đô la Mỹ một tấn, là mức giá cao nhất trong hơn 10 năm qua. Tại Thanh Hóa, theo một số doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh lúa gạo, với đà tăng của thị trường trong nước và thế giới, nên giá lúa gạo trong tỉnh cũng đang ở mức cao. Theo đó, giá lúa gạo đã tăng trung bình từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng một kg so với những tháng trước đây. Trong đó, một số loại gạo địa phương như Quy Nam, Thiên Ưu 8, Thái Xuyên 111 có mức tăng khoảng 1.000 đồng đến 1.200 đồng một kg. Các loại gạo chất lượng cao như ST25, gạo thơm giá tăng từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng một kg, dao động từ 15.000 đồng đến 30.000 đồng một kg tùy loại. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hiện có 7 doanh nghiệp sản xuất chế biến kinh doanh lúa gạo, trong đó có 4 doanh nghiệp đầu tư nhà máy với quy mô lớn, với công suất mỗi vụ khoảng 20.000 tấn lúa. Trong vụ này, mặc dù giá lúa thu mua tăng so với các vụ trước, nhưng thị trường tiêu thụ ổn định, nên việc thu mua của các nhà máy đều đạt và tăng hơn. Ngoài việc phải tăng giá hợp đồng đã ký với người dân trồng lúa, vùng liên kết theo giá thị trường, các doanh nghiệp còn phải đảm bảo thêm một nguồn vốn lớn mới có thể thu mua bằng sản lượng các năm. Hiện nay, một số nhà máy đang tiếp tục tìm kiếm các thị trường xuất khẩu để tăng giá trị sản xuất. Chúng tôi đang định hướng thị trường là xuất khẩu. Thì lâu nay là từ mấy năm trước đây thì chúng tôi chủ yếu là phục vụ nội địa đây. Nhưng mà năm nay thì chúng tôi đang có định hướng là sản xuất khẩu. Và hiện tại thì cũng rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng đã vào thăm nhà máy và cũng có định hướng rồi. Thì rồi thì cũng chúng tôi cũng đã có những cái là bước đầu là chuyển cái gạo của mình đi thị trường Singapore, thì cũng đang bước đầu là xuất khẩu được. Công ty cũng đang rất chi là nỗ lực để thu mua cho bà con đúng theo kế hoạch. Và vụ năm nay thì bà con về sản xuất thì là giá cả là được tăng cao. Dự kiến công ty năm nay là sẽ mua bao tiêu cho bà con là mỗi năm là khoảng trên dưới 10.000 tấn, thì năm nay có khả năng là sẽ mua khoảng gần 20.000 tấn. Hiện nay, chế biến lúa gạo trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ được chế biến thông qua quy trình khép kín chỉ chiếm trên 10% sản lượng lúa trên địa bàn tỉnh với sản phẩm chủ yếu gạo chất lượng cao, gạo thơm, gạo hữu cơ, gạo đặc sản. Sản lượng gạo thơm, gạo chất lượng cao được xuất khẩu vẫn chưa được khai thác do chưa đáp ứng được các thông lệ quốc tế về chất lượng sản phẩm. Do vậy, việc thu hút đầu tư chế biến sâu, chú trọng xây dựng thương hiệu được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị hiệu quả sản xuất lúa gạo trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Chuyên mục Phát triển Kinh tế hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.